Núi Roraima là ngọn núi cổ xưa nhất trên thế giới và là nơi có nền địa chất lâu đời nhất, có niên đại vào khoảng 2 tỷ năm trước. Nơi này hình thành từ 250 triệu đến 400 triệu năm trước, khi đá nham thạch trồi lên qua vết nứt trên địa hình đá vôi, sau đó bị mưa gió xói mòn thành các dãy núi, được mô tả như một đảo trên không với đỉnh phẳng và các vách dựng đứng mạnh mẽ. Núi Roraima thu hút sự chú ý của những người yêu thích du lịch phiêu lưu và thiên nhiên hùng vĩ. Núi Roraima nằm giữa ba quốc gia Venezuela, Guyana và Brazil, thuộc địa phận vườn quốc gia Canaima ở Venezuela. Đỉnh cao nhất của núi cách mực nước biển 2.810m, trong khi bình nguyên trên đỉnh có diện tích khoảng 30 km, nằm ở độ cao 2.338m. Đỉnh núi Roraima còn được gọi với cái tên khác như Tepui Roraima, Kero Roraima hay Tepui trong ngôn ngữ địa phương. Ngọn núi đỉnh bằng này hiện lên như thể được chạm trổ từ một tảng đá nguyên khối, với vách núi dựng đứng cao khoảng 400m. Ngọn núi này có ý nghĩa đặc biệt với người dân bản địa, ngôn ngữ Pemon gọi nó là Tepui, có nghĩa là ngôi nhà của các vị thần. Nó là nguồn cảm hứng cho nhiều truyền thuyết và được mô tả trong nhiều tác phẩm văn học như cuốn tiểu thuyết The Lost World của author Conan Doyle. Để leo lên đỉnh núi Roraima, du khách cần chuẩn bị trang thiết bị cần thiết và có kinh nghiệm leo núi. Hành trình thường kéo dài khoảng 4 ngày và thời điểm tốt nhất để leo núi là vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Trên đỉnh núi, du khách sẽ được khám phá một thế giới động thực vật đa dạng với nhiều loài đặc hữu chỉ có ở vùng Roraima. Núi Roraima cũng là nơi thu hút những nhà thám hiểm và nhà nghiên cứu thiên nhiên từ khắp nơi trên thế giới. Với một loạt các loài thực vật và động vật chưa được khám phá, nó là một thiên đường cho sự nghiên cứu sinh học và khoa học tự nhiên. Từ đỉnh của núi Roraima, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của đất nước Guyana dưới bức tranh hoàng hôn hoặc bình minh. Cảnh quan lạ lùng và thần bí của đỉnh núi với các hòn đá khổng lồ và hẻm núi đáng kinh ngạc tạo nên một cảm giác thời gian dừng lại. Núi Roraima đã trở thành điểm đến du lịch phổ biến trong những năm gần đây, thu hút hàng nghìn du khách đến khám phá vẻ đẹp kỳ ảo của nó. Có thể thuê người dẫn đường bản địa hoặc tham gia các nhóm thám hiểm để chinh phục ngọn núi. Một số du khách khá giả có thể thuê máy bay trực thăng để lên đỉnh nhanh chóng hơn. Trải qua hàng triệu năm, núi Roraima vẫn là biểu tượng của sự hoang sơ và vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời. Với sự kỳ diệu và huyền bí của mình, nó là một điểm đến không thể bỏ qua với những người muốn khám phá những đỉnh cao của thế giới tự nhiên.